cho các bạn. Như ở trong những cái văn bản lần trước thì cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về các chuyện truyền thuyết ở trong kho tàng chuyện dân gian của Việt Nam, đúng không? Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một truyền thuyết nữa, đó chính là Sự Tích Hồ Gươm. Trước khi đến với bài ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu sơ qua một chút nhé. Các bạn sẽ thấy được rằng là có rất là nhiều những cái bài thơ, có rất là nhiều những cái câu thơ đã nói về phong cảnh của Hồ Gươm. Ví dụ như là Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực, bên hồ ngọn tháp bút, viết thơ lên trời cao. Vậy thì có bao giờ các bạn thử hỏi rằng, các bạn tự hỏi rằng tại sao một cái hồ mà nước trong xanh như vậy, khung cảnh thì hữu tình như vậy lại có tên là Hồ Gươm không? Đúng nhỉ? Nhiều người thì hay nói vui rằng là ở Hà Nội Hồ Gươm thì chẳng có gươm, còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn, hồ con rùa mà chẳng thấy có rùa gì cả. Vậy thì ngay trong bài ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu, các bạn có thể biết được rằng lý do vì sao mà cái hồ này lại có tên là Hồ Gươm. Các bạn chú ý một chút, đó chính là ở cái giữa lòng Hà Nội thì chúng ta sẽ có một cái Hồ Gươm, là một cái hồ mà có làn nước rất là trong xanh và Hồ Gươm đẹp như một lãng hoa lộng lẫy và duyên dáng giữa lòng Hà Nội vậy. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy được rằng là trước đây thì cái hồ này có những cái tên khác, ví dụ như là hồ Lục Thủy. Lục Thủy có nghĩa là nước màu xanh lục đó. Tiếp theo thì chúng ta có hồ Tả Vọng, hồ Thủy Quân, đều là những cái tên của hồ này. Tuy nhiên đến thế kỷ thứ 15 thì hồ này lại mang tên là Hồ Gươm. Và Hồ Gươm này còn có một tên khác nữa, đó chính là hồ Hoàn Kiếm, gắn với lịch sử nhận gươm và trả gươm của một vị anh hùng đất Lam Sơn, đó chính là Lê Lợi. Vậy thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chú ý đến một số những cái chi tiết lịch sử, ví dụ như là cuộc kháng chiến chống Lăng Minh xâm lược này, một vị vua rất là anh minh của chúng ta, đó chính là vua Lê Lợi này, và chúng ta sẽ cùng giải thích cho tên gọi của Hồ Gươm nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bài. Tuy nhiên trước khi đến với nội dung của bài thì cô muốn đưa đến với các bạn một câu hỏi, và các bạn hãy cùng chú ý một chút, đó chính là câu hỏi này như thường lệ thì cô sẽ không yêu cầu các bạn phải trả lời ngay đâu. Tuy nhiên sau khi mà học xong bài thì hy vọng là các bạn sẽ tìm ra đáp án cho câu hỏi này nhé. Câu hỏi của cô muốn mang đến với các bạn đó chính là: em biết truyền thuyết nào của nước ta cũng có hình ảnh của một con rùa vàng trao vật báu cho con người? Và theo em, hình tượng rùa vàng trong những cái truyền thuyết của Việt Nam thì tượng trưng cho ai và cho cái gì? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý đến nội dung này nhé. Chúng ta có hai ý trong cái câu hỏi này. Cô sẽ nhắc lại câu hỏi này, các bạn ghi lại câu hỏi này một cách cụ thể để sau khi học bài học ngày hôm nay xong thì các bạn có thể có được câu trả lời nhé. Đầu tiên các bạn chú ý này, em có biết truyền thuyết nào của nước ta cũng có hình ảnh mà con rùa thì trao vật báu cho con người? Và tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là theo các bạn thì hình tượng rùa vàng là ở trong truyền thuyết của Việt Nam là tượng trưng cho cái gì, cho ai, được chưa nhỉ? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài học với phần đầu tiên, đó chính là tìm hiểu chung này. Các bạn chú ý một chút, đó chính là ở trong phần tìm hiểu chung này thì chúng ta sẽ như thường lệ, chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu tóm tắt của chuyện này. Chúng ta hãy tìm hiểu chú thích này và chúng ta sẽ tìm hiểu bố cục của chuyện nữa. Đầu tiên, môn nhỏ chúng ta sẽ có phần đọc và tóm tắt chuyện. Nội dung của chuyện này thì khá là dài. Nếu như ở trong chuyện lần trước các bạn học về chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh thì các bạn chỉ có 7 chi tiết tiêu biểu thôi. Tuy nhiên với câu chuyện này thì các bạn sẽ có một số những cái sự kiện tiêu biểu như sau. Đầu tiên các bạn sẽ có, đó chính là một cái chi tiết lịch sử có thật ở trong lịch sử của đất nước ta: giặc Minh Đô Hộ và nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy. Tuy nhiên bởi vì là mới nổi dậy và thế lực còn yếu nên là đã nhiều lần thất bại, và Long Quân thì đã quyết định cho chủ soái của nghĩa quân Lam Sơn, đó chính là Lê Lợi, mượn chiếc gươm thần. Các bạn sẽ thấy được rằng là cái việc cho mượn gươm thần của Long Quân thì không phải là đưa cho Lê Lợi ngay lập tức, mà các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một người tên là Lê Thận thì đã nhặt được lưỡi gươm ở dưới nước sau nhiều lần kéo lưới. Thứ hai, đó chính là Lê Lợi đã tìm được chuôi gươm ở trên rừng, và khi mà tra cái chuôi gươm đó với cái lưỡi gươm mà Lê Thận tìm được thì vừa như in. Từ khi có lưỡi gươm đó thì nghĩa quân
Lam Sơn của Lê Lợi thì đã nhanh chóng quét sạch lũ giặc ngoại xâm. Và đồng thời các bạn sẽ thấy được rằng là từ đó, từ cái chiến thắng đó thì đất nước đã được trở lại thanh bình này. Lê Lợi lên làm vua và Long Quân thì đã cho rùa vàng lên đòi lại gươm thần. Và ở trong hoàn cảnh đó thì vua trả gươm. Tuy nhiên cái hoàn cảnh trả gươm đó chính là trả ở trên hồ Tả Vọng. Và vì vậy sau cái sự việc đó chính là vua trả gươm cho Đức Long Quân thì hồ Tả Vọng được có một cái tên gọi mới, đó chính là hồ Gươm hay là hồ Hoàn Kiếm. Hoàn ở đây các bạn có thể hiểu là hoàn trả lại, còn kiếm với gươm là những cái từ đồng nghĩa với nhau đúng không? Thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là chúng ta có cái tên gọi của hồ Gươm hay là hồ Hoàn Kiếm ở trong trường hợp này để thay thế cho tên gọi của hồ Tả Vọng trước đó. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là ở trong phần chú thích thì các bạn hãy chú ý giúp cô đến một số những cái từ ngữ mà chúng ta cần phải lưu tâm. Ví dụ như là từ bạo ngược để nói về tội ác của giặc Minh xâm lược này, từ thiên hạ, từ tùy tùng, từ phó thác. Hoặc là chúng ta có hai cái danh từ chỉ địa điểm, đó chính là hồ Tả Vọng và hồ Hoàn Kiếm. Thì các bạn hãy chú ý đến những cái từ này đã được đưa đến với các bạn rất là rõ ràng ở trong phần chú thích rồi. Các bạn, cô mong rằng là các bạn sẽ chú ý này, đọc ít nhất 1 đến 2 lượt bài ở trong sách giáo khoa và phần chú thích để các bạn biết được rằng là câu chuyện sẽ mang đến với chúng ta là gì và có những cái chú thích như thế nào để giúp cho chúng ta có thể tìm hiểu được rõ ràng, sâu sắc hơn nội dung của chuyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 3 nhé, đó chính là tìm hiểu bố cục của tác phẩm này. Các bạn sẽ thấy được rằng là tác phẩm này thì sẽ bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất thì sẽ là Đức Long Quân cho Nghĩa Quân mượn gươm thần. Và phần thứ hai, nội dung sẽ là Đức Long Quân thì đòi lại gươm thần. Được chưa nhỉ? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng phân tích hai phần của chuyện trong phần Hai La Mã, đó chính là tìm hiểu chi tiết nhé. Một nhỏ chúng ta sẽ cùng chú ý đến việc đó chính là Long Quân cho Nghĩa Quân Lam Sơn mượn gươm thần. Và như cô đã nói ở phần trước, đó chính là Long Quân không trao cho Lê Lợi, không trao cho Nghĩa Quân Lam Sơn một chiếc gươm thần, mà cái việc tìm được chiếc gươm như vậy cũng trải qua một quá trình gian nan giống y như buổi đầu dựng lên Nghĩa Quân của Lê Lợi vậy. Chúng ta hãy cùng chú ý đến những cái chi tiết đầu tiên này, đó chính là chúng ta có hoàn cảnh lịch sử. Vào thời giặc Minh đô hộ nước ta thì giặc Minh đã đặt ách đô hộ này, làm rất là nhiều điều bạo ngược khiến cho nhân dân ta phải chịu rất là nhiều đắng cay khổ cực, đúng nhỉ? Trong cái hoàn cảnh như vậy, khi mà bị giặc Minh hay chính là phương Bắc xâm lược như vậy, đặt ách đô hộ như vậy, thì có rất nhiều những cuộc nổi dậy đều đã bị thất bại. Và chúng ta có một cái cuộc nổi dậy, đó chính là Nghĩa Quân Lam Sơn thì đã nổi dậy, tuy nhiên thì đã bị thua rất là nhiều lần. Một phần là bởi vì thế lực của quân giặc quá là lớn mạnh, và một phần cũng là bởi vì thời gian đầu Nghĩa Quân Lam Sơn đã chưa có được kinh nghiệm và chưa hội tụ đủ nhân tài, vì vậy nên là đã bị thua nhiều lần. Tuy nhiên chủ soái của Nghĩa Quân Lam Sơn, đó chính là Lê Lợi, thì vẫn luôn luôn nuôi một cái ước mơ, một cái hy vọng và một cái niềm tin rằng Nghĩa Quân sẽ giúp cho đất nước của chúng ta giành lại được tự do, độc lập và sẽ đánh đuổi được giặc Minh ra khỏi đất nước, ra khỏi bờ cõi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là có vẻ như là Đức Long Quân đã rất thấu hiểu cái tâm tư đó của Lê Lợi, nên đã quyết định cho Nghĩa Quân Lam Sơn và Lê Lợi mượn gươm. Tuy nhiên các bạn sẽ có này, Lê Thận là một người đánh cá, và trong một đêm đi đánh cá thì Lê Thận chẳng kéo lưới được một con cá nào cả. Sau 3 lần kéo lưới thì lần nào Lê Thận cũng thấy rằng là có một cái thanh sắt hoen dỉ được đưa vào trong lưới của mình, bị mắc lưới của mình. Và cuối cùng sau khi mà không thể kéo lưới được nữa, với 3 lần mà chiếc gươm mắc vào trong lưới như vậy, thì Lê Thận đã quyết định là mang lưỡi gươm về nhà và để cái lưỡi gươm đó ở trong xó nhà của mình, và dường như là cũng không mấy khi để ý đến lưỡi gươm đó cả. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy đó chính là chúng ta có chi tiết là Lê Lợi khi mà đến nhà của Lê Thận thì bỗng dưng thấy thanh gươm ở góc nhà sáng lên và có hai chữ Thận Thiên được in
ở trên lưỡi gươm đó. Vậy thì các bạn sẽ cùng chú ý cái từ thuận thiên ở đây có nghĩa là thuận theo ý trời. Vậy thì các bạn sẽ cùng chú ý đó chính là lý do vì sao mà ở trong tay của Lê Thận thì cái lưỡi gươm đó chỉ như là một thanh sắt đã hoen dỉ rồi. Nhưng đến khi Lê Lợi đến nhà Lê Thận chơi thì lại thấy thanh gươm đó ở góc nhà bừng sáng lên. Các bạn sẽ thấy được rằng là Lê Lợi mới chính là chủ soái của nghĩa quân này. Và dường như khi gặp được đúng chủ, khi mà gặp được đúng người cần đến thanh gươm thì nó mới sáng lên, giống như là một tín hiệu rằng cái thanh gươm đó đã tìm được người chủ đích đáng rồi, đúng nhở? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý một chút, đó chính là Lê Lợi trong một lần phải bỏ chạy vào trong rừng thì đã nhìn thấy ở trên cây có một cái chuôi gươm sáng lên ở trên ngọn cây đa. Và khi mà mang cái chuôi gươm đó về lắp vào, tra vào với cái lưỡi gươm mà lấy được ở nhà Lê Thận thì vừa như in. Vậy thì các bạn sẽ có được ở trong cái phần này, đó chính là lưỡi gươm, cái thanh gươm thì sẽ có hai bộ phận, đó chính là chuôi gươm là một cái bộ phận bảo vệ ở bên ngoài và một cái lưỡi gươm có chuôi cầm, đúng nhá. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là khi tra lưỡi gươm vào với cái chuôi gươm đó thì thấy vừa như in, cho chúng ta biết được rằng là à, thế thì tác giả dân gian ở đây đang có một cái sự tưởng tượng rất kỳ lạ. Tuy nhiên sự tưởng tượng kỳ lạ đó lại đưa đến cho chúng ta một cái sự logic, một cái sự hợp lý rằng khi mà cái lưỡi gươm đó tìm được đúng chủ nhân của mình, đúng người cần nó, đúng người tài để có thể sử dụng nó thì nó mới phát sáng, nó mới là một vật hữu dụng, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là những cái chi tiết tưởng tượng kỳ lạ này thì đã đưa đến với chúng ta những cái nội dung, những cái ý nghĩa nhất định. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là khi mà cái lưỡi gươm được tra vào cái chuôi gươm vừa như in như vậy thì Lê Thận đã dâng thanh gươm lên cho Lê Lợi và nói đây là ý trời, đúng không? Và ý trời là gì? Ý trời ở đây có nghĩa là Lê Lợi chính là một vị chủ soái anh minh. Lê Lợi sẽ nhờ vào cái thanh gươm đó, sẽ cùng với thanh gươm đó để có thể là đánh đuổi được giặc Minh xâm lược. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây chúng ta có cái chi tiết này. Cái chi tiết mà Lê Thận dâng cái thanh gươm lên cho Lê Lợi và nói như vậy thì đã thể hiện được niềm tin của Lê Thận vào cái sự chỉ đạo anh minh sáng suốt của Lê Lợi. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là thanh gươm khi mà gặp được đúng minh chủ, gặp được đúng cái người mà cần sử dụng và có khả năng sử dụng nó vào việc lớn, hợp lòng dân, thuận ý trời thì nó mới sáng lên, thì nó mới cho thấy được cái sự hữu dụng của mình, đúng không? Và các bạn sẽ thấy được rằng là qua cái chi tiết này thì chúng ta sẽ thấy được tính chất toàn dân trên dưới một lòng cùng tham gia đánh trận đã được khắc họa khá là rõ ràng. Đầu tiên các bạn sẽ thấy này, lý do vì sao mà cái lưỡi gươm ở một nơi, cái chuôi gươm ở một nẻo mà khi tra vào nhau lại vừa khít như in, đó là ý trời rồi. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là bởi vì Lê Thận đã nâng cái thanh gươm lên để nói với Lê Lợi, thể hiện cái lòng tin rằng Lê Lợi nhất định sẽ lãnh đạo cuộc chiến đấu này, chiến thắng, đánh đuổi giặc Minh xâm lược, thì đó là một cái tính chất toàn dân, thể hiện cái sự đoàn kết và tin yêu đối với người chủ soái của mình, đúng không? Và tất cả những cái tình cảm đó đều xuất phát từ một cái lòng yêu nước, căm thù quân giặc, cái ý chí đánh giặc của nhân dân ta. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý thêm giúp cô, đó chính là khi mà có được thanh gươm đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là quân nghĩa quân Lam Sơn đánh đâu thắng đó và đất nước nhanh chóng được hòa bình. Tiếp theo các bạn hãy cùng chú ý đó chính là khi mà Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm thì đã nhờ vào thanh gươm đó mà Lê Lợi đã có thể là lãnh đạo nghĩa quân chiến thắng và đưa đất nước đến cảnh thanh bình, lên ngôi vua. Vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích đến phần thứ hai, đó chính là Long Quân thì đòi lại gươm như thế nào. Các bạn chú ý nhé, đó chính là hoàn cảnh lịch sử của việc là Long Quân cho mượn gươm, đó chính là khi đất nước bị giặc Minh đàn áp đô hộ, mọi người phải chịu cái cảnh là giặc Minh thì rất là bạo ngược, khiến cho nhân dân vô cùng khốn khổ.
Và chính bản thân Lê Lợi là người mà lãnh đạo, là chủ soái của một nghĩa quân thì vẫn chưa có cách nào để giúp cho nghĩa quân của mình chiến thắng được, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái hoàn cảnh cho mượn gươm là người chủ soái là Lê Lợi ở đây đang rất cần cái gươm đó. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta phân tích cái hoàn cảnh lịch sử khi mà Long Quân đời gươm như thế nào nhé. Các bạn sẽ thấy được rằng là khi đất nước làm vua rồi, Lê Lợi, khi đất nước đã thanh bình rồi này, Lê Lợi đã lên làm vua rồi. Và ở trong cái hoàn cảnh thanh bình đó, Lê Lợi là vua đã có được những cái giây phút thư thái, đi dạo quanh bằng thuyền ở trên hồ Tả Vọng ngắm cảnh, thì Long Quân mới sai rùa vàng lên để đòi lại gươm. Các bạn sẽ thấy được rằng là dân gian chúng ta thì có hay có cái thành ngữ đó chính là đã giúp thì giúp cho chót, đúng không? Vậy thì ở trong trường hợp này đó chính là Long Quân thì đã cho mượn gươm đến tận khi đất nước mà đánh đuổi sạch bóng quân thù rồi, được hưởng cảnh yên bình rồi thì mới lấy lại gươm. Và cũng giống như cái cách mà cho mượn gươm không đưa tận tay, thì ở cái hoàn cảnh trả gươm như thế này, Long Quân đòi lại gươm bằng cách đó chính là sai rùa vàng lên đòi lại gươm. Và chúng ta có cảnh trả gươm như sau. Một năm sau khi đánh đuổi giặc Minh, thì một ngày mà vua đang cùng với các vị cận thần đi thuyền ở trên hồ Tả Vọng, thì bỗng thấy một con rùa vàng ngoi lên và nói rằng là xin hãy trả lại gươm cho Đức Long Quân, đúng không? Và vua thì thấy cái thanh gươm ở đeo ở bên sườn của mình nó bỗng dưng động đậy. Và các bạn sẽ thấy được rằng là vua đã hiểu rằng hóa ra là cái thanh gươm đó là do Đức Long Quân cho mượn để Lê Lợi có thể là lãnh đạo nghĩa quân giành được chiến thắng. Vì vậy nên là vua đã nâng gươm này và giơ thanh gươm ra đưa về phía rùa vàng, và rùa vàng thì đã há miệng đớp lấy thanh gươm, ngậm ngang miệng rồi từ từ lặn xuống nước, đấy chưa nhở? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là cái chi tiết đòi gươm như thế này thì đã giải thích với chúng ta. Thứ nhất đó chính là tên gọi của cái hồ. Vì sao trước đây nó là hồ Lục Thủy, nó là hồ Tả Vọng, mà bây giờ nó lại được đổi tên thành hồ Gươm hay là hồ Hoàn Kiếm, có nghĩa là hồ mà trả lại gươm cho Long Quân, đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái chi tiết đòi gươm này thì đã đánh dấu, đồng thời thì cũng đã khẳng định với chúng ta cái chiến thắng hoàn toàn của nghĩa quân Lam Sơn đối với giặc Minh xâm lược. Trước đó thì giặc Minh đã đặt ách đô hộ lên đất nước ta. Tuy nhiên kể từ khi mà nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi đã có những cái bước phát triển mới thì đã giúp cho nghĩa quân giành được thắng lợi và đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi của đất nước. Đó là một điều rất là đáng quý, đúng không? Vậy các bạn hãy chú ý đó chính là thêm một cái ý nghĩa nữa của chi tiết đòi gươm, đó chính là chi tiết này thì đã phản ánh tư tưởng tình cảm của nhân dân ta, đó chính là một cái tư tưởng yêu hòa bình. Và cái tư tưởng này thì đã trở thành truyền thống ở trong nhân dân của chúng ta rồi. Các bạn sẽ thấy được rằng là con người Việt Nam thì luôn luôn yêu thương, luôn luôn ưa chuộng hòa bình. Và con người Việt Nam chỉ phản kháng khi mà có người dân nước khác, có giặc phương khác đến xâm lược thôi, chứ không bao giờ chủ động đi đánh nước khác cả. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái tư tưởng yêu hòa bình, ưa chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam thì đã được thể hiện rất là rõ ràng và sâu sắc ở trong bài này. Cuối cùng thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là ở trong cái chi tiết này còn đưa đến cho chúng ta một điều, đó chính là cảnh giác răn đe với những kẻ có ý dòm ngó đất nước ta. Các bạn sẽ thấy được rằng là cái hoàn cảnh khi mà nghĩa quân Lam Sơn mới nổi dậy, đó chính là lúc nào cũng bị thua do lực còn non, thế còn yếu, và do giặc Minh lúc đó quá là mạnh, đúng nhỉ? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy được rằng là dù non dù yếu như thế nào thì nghĩa quân của chúng ta, đồng thời lòng yêu nước sục sôi của chúng ta sẽ lớn lên, sẽ phát triển và sẽ nhấn chìm bè lũ cướp nước thôi. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái chi tiết mà Long Quân cho mượn gươm, sau đó đến lúc mà đất nước được thanh bình rồi mới đòi lại gươm như thế này, thì đã mang cái ý nghĩa cảnh giác răn đe đối với những kẻ mà có ý sẽ dòm ngó đến bờ cõi của đất nước ta, đúng không?
Cuối cùng thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là các bạn hãy khẳng định cái chi tiết, đó là khi mà Đức Long Quân đòi lại gươm, đó là một cái sự khẳng định rằng chiến tranh đã kết thúc, nghĩa quân Lam Sơn thì đã chiến thắng giặc Minh, đất nước đã được trở lại hòa bình và dân tộc đã được yên ổn rồi. Giờ đây, thứ mà muôn dân Đại Việt cần hơn cả đó chính là hãy giữ gìn lấy bờ cõi của mình, hãy cày cuốc, hãy làm ăn để cho dân tộc, để cho đất nước, để cho nhân dân ngày càng hưng thịnh, ngày càng no ấm đủ đầy, đúng không? Đây các bạn sẽ thấy được rằng là cái hành động trả gươm có ý nghĩa đó chính là cái gươm thì vẫn còn đó, tuy nhiên công đức của Đức Long Quân đối với nhân dân, đối với mọi người, đặc biệt đối với nghĩa quân là không thể nào mà không nhắc nhớ, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là cái việc trả gươm này còn mang đến với chúng ta một ý nghĩa, đó chính là nó không chỉ là một cái sự cảnh giác răn đe đối với những kẻ mà có ý đồ dòm ngó đối với đất nước ta, mà còn có hàm ý cảnh giác cao độ, đó là kẻ thù thì luôn luôn có ý lăm le bờ cõi. Vậy thì bản thân những người dân Việt Nam chúng ta sẽ luôn luôn có ý thức bảo vệ và cảnh giác cao độ đối với kẻ thù, đúng không? Và đặc biệt các bạn sẽ thấy được rằng là Đức Long Quân sẽ là một đại diện cho một cái thế giới tâm linh, một cái thế giới nào đó. Tuy nhiên, thế giới đó cũng chính như là cái niềm tin của chúng ta vào việc đó chính là đất nước ta thì luôn luôn có ai đó, có một cái sức mạnh nào đó chở che để muôn dân luôn luôn được yên ổn, thái bình, đúng không? Như vậy là sau khi mà phân tích với các bạn về tác phẩm này thì cô sẽ quay trở lại với các bạn một cái vấn đề mà cô đã hỏi với các bạn ở đầu bài trước khi mà chúng ta phân tích tác phẩm ngày hôm nay nhé. Cô nhắc lại câu hỏi với các bạn này, đó chính là cô đã hỏi các bạn rằng em có biết cái truyền thuyết nào ở nước ta mà cũng có hình ảnh rùa vàng trao vật báu hay không? Và hình ảnh của rùa vàng là tượng trưng cho ai, cho cái gì? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý một chút, đó chính là chúng ta có truyền thuyết An Dương Vương, hoặc là chúng ta có một cái tên khác cho truyền thuyết này, đó chính là truyện An Dương Vương Mỹ Châu Trọng Thủy, đúng không? Ở trong câu chuyện này chúng ta đã thấy được rằng là An Dương Vương khi mà cai trị đất nước, khi mà muốn xây một cái thành để mong muốn rằng sẽ là một cái thành để giữ nước, thì đã không thể xây được thành, thành cứ xây lên thì lại đổ. Tuy nhiên thần thì đã giúp đỡ để An Dương Vương xây được một cái thành cổ loa có một cái kết cấu vòng tròn vặn như cái chôn ốc, đúng không? Và đồng thời thì với việc đó chính là giúp cho vua xây thành thì Đức Long Quân còn giúp cho An Dương Vương có thể chế tạo ra một cái lẫy nỏ thần để có thể chống lại được đất, chống lại được những cái thế lực xâm lược nữa. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là chúng ta trả lời cho câu hỏi hình ảnh rùa vàng là tượng trưng cho ai, cho cái gì. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là hình ảnh rùa vàng ở đây chính là sứ giả của Long Quân, là tượng trưng cho tổ tiên của chúng ta. Long Quân ở đây chính là Lạc Long Quân, chính là người cha của chúng ta, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là rùa vàng chính là sứ giả của Long Quân, là tượng trưng cho tổ tiên, cho khí thiêng sông núi. Và đồng thời thì chúng ta vẫn luôn luôn có tư tưởng đó chính là có một sức mạnh nào đó, có một sức mạnh thần kỳ nào đó, mặc dù là tiềm ẩn, tuy nhiên thì vẫn luôn luôn bảo vệ cho dân tộc. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là tư tưởng, tình cảm và trí tuệ của nhân dân thì đã được hội tụ cả ở nhân vật rùa vàng này. Nhân vật rùa vàng không chỉ là sứ giả của Long Quân đâu, mà còn là sứ giả đưa đến hòa bình, thịnh trị và sự yên ấm cho nhân dân của chúng ta nữa. Được chưa nhỉ? Như vậy là chúng ta đã vừa cùng trả lời được những câu hỏi mà cô đưa đến cho các bạn ở phần đầu bài rồi. Chắc hẳn là sau khi mà đưa đến cho các bạn câu trả lời của phần này thì các bạn biết được rằng là thế thì hóa ra cái câu chuyện An Dương Vương là một câu chuyện rất là quen thuộc đối với chúng ta, đúng không? Và đặc biệt hình ảnh rùa vàng, hình ảnh con rùa mang khí thiêng của sông núi là một cái hình ảnh mà đã rất quen thuộc trong các câu chuyện dân gian của Việt Nam rồi. Sau khi mà đọc lại chuyện Sự Tích Hồ Gươm này, đọc lại chuyện An Dương Vương này, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái câu chuyện khác nữa để xem rằng là hình ảnh của rùa vàng mang vật báu như vậy thì còn được xuất hiện ở đâu nhé. Phần cuối trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tổng kết lại những đặc sắc cả về nội dung lẫn nghệ thuật của bài nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy được rằng là nghệ thuật của truyện đó chính là đưa đến với chúng ta một thời kỳ lịch sử, những nhân vật lịch sử
Và đồng thời thì cũng tạo cho chúng ta những cái chi tiết tưởng tượng kỳ ảo rất là hấp dẫn nữa. Bên cạnh đó thì chúng ta có được những cái nội dung mà chúng ta cần phải ghi nhớ sau khi mà học xong chuyện Sự Tích Hồ Gươm, đó chính là chúng ta hãy cùng biết ca ngợi cái tính chất toàn dân, tính chất chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đồng thời thì cũng suy tôn đề cao công lao, tài năng và trí tuệ của Lê Lợi và đặc biệt hơn nữa đó chính là của nhà Lê trong cái tiến trình lịch sử của đất nước ta, đúng nhỉ? Tiếp theo thì các bạn chú ý đó chính là nội dung của bài này còn giải thích rõ tên gọi của Hồ Hoàn Kiếm nữa. Nếu như ban đầu cô đã đưa ra cho các bạn một số những cái tên gọi trước đó của Hồ Hoàn Kiếm, ví dụ như là Hồ Lục Thủy này, Hồ Tả Vọng này, thì sau đó từ thế kỷ 15 trở đi, chúng ta thấy được rằng là hồ này được đổi tên là Hồ Gươm hay là Hồ Hoàn Kiếm. Thì câu chuyện này đã giải thích với chúng ta rất là rõ ràng về tên gọi này, lý do vì sao mà nó được đổi tên và cái tên như vậy thì có ý nghĩa gì rồi, đúng nhỉ? Chắc hẳn là nếu như bây giờ mà chúng ta đến Hà Nội thì các bạn hãy cố gắng đến thăm Hồ Hoàn Kiếm một lần để xem nó có phải là một cái khung cảnh trữ tình đẹp và thơ mộng như trong sử sách hoặc là ở trong những cái bài viết, những cái chương trình về văn hóa đã nói tới hay không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài học tiếp theo.